Thực hiện nghị quyết Đại hội 22 Đảng bộ thành phố trải qua nửa nhiệm kỳ, ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, không chỉ ứng phó kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19 mà còn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt thông qua việc phát triển nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu, từng bước khẳng định thương hiệu trong khu vực. Đầu tháng 4 năm 2023, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho bệnh nhân đa u tủy xương bằng sự phối hợp chuyển giao kỹ thuật từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Các bác sĩ đã chữa lành cho một bệnh nhân quê Quảng Nam, trước đó được chẩn đoán đa u tủy xương giai đoạn 3. Từ đây trước khi ghép thì con người thì cũng mệt mỏi này nọ, mà ra khi ghép xong rồi từ từ con người cũng phải dần dần. Các bệnh lý về máu ác tính thì Bệnh viện Đà Nẵng gần như chúng ta chuyển tuyến đi thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc là các tuyến trung ương cao hơn. Nhưng mà là từ năm 2020 thì chúng tôi cũng đã có cứ chuyển giao kỹ thuật từ Viện Huyết học Trung ương, và bệnh viện cũng cử gần như rằng là 6 cái ekip cùng một lúc đi đến Bệnh viện Huyết học Trung ương để chuyển giao công tác ghép tủy. Từ năm 2020 đến nay, ngành y tế Đà Nẵng đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa căng mình ứng phó với dịch COVID-19, đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Những cánh chim đầu đàn của ngành như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Sản Nhi và Bệnh viện Ung Bướu tiếp tục nhận chuyển giao và làm chủ nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu, giúp cứu sống nhiều trường hợp hy hữu, bệnh hiểm nghèo. Đồng thời với đó, hệ thống y tế bộ, ngành và tư nhân trên địa bàn cũng đã đầu tư và có bước phát triển quan trọng để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, cũng như chia sẻ giảm quá tải cho hệ thống bệnh viện tuyến thành phố. Triển khai kiện toàn cái hệ thống khám chữa bệnh ở các tuyến và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, tập trung phát triển những cái y tế trung tâm y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố theo cái tinh thần của nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Để phát triển y tế chuyên sâu từ năm 2020 đến nay, Đà Nẵng đã dành nguồn lực rất lớn để phát triển hạ tầng y tế. Đáng chú ý là thành phố triển khai cùng lúc hai dự án cải tạo nâng cấp Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng với kinh phí hơn 1.578 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau trung tâm tim mạch được đầu tư khang trang hiện đại đến nay, Đà Nẵng cũng đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc, trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình. Cả hai dự án y tế chuyên sâu này đến nay đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đây là những công trình trọng điểm chúng ta thực hiện theo nghị quyết 43 và đặc biệt là nghị quyết 26 của anh chị để xây dựng Đà Nẵng trở thành cái trung tâm y tế chất lượng cao. Và hai công trình này nếu đưa vào sử dụng cùng với cái việc chúng ta nâng cao cái năng lực trình độ về chuyên môn thì chúng ta sẽ dần từng bước đáp ứng được và thực hiện được cái mục tiêu đó. Theo nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thì Đà Nẵng có vai trò quan trọng trong sự phát triển vùng và được xác định trở thành trung tâm nhiều ngành, lĩnh vực, trong đó có y tế. Mục tiêu phát triển Đà Nẵng trở thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu đang từng bước được thành phố hiện thực hóa với bước đi cụ thể.